chào đón quý vị và các bạn thân mến đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là bản tin: bạn trai kém tuổi được lòng mẹ Cao Mỹ Kim. Nữ diễn viên hạnh phúc vì người thân ủng hộ tình yêu của cô và chàng doanh nhân sinh năm 1992. Cao Mỹ Kim và bạn trai chung tay mở quán cà phê có diện tích rộng 1.300m2 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tối ngày 13 tháng 6, cặp đôi rạng rỡ tổ chức buổi khai trương cơ sở kinh doanh mới. Bạn trai Cao Mỹ Kim tên Huỳnh Kha, sinh năm 1992, kém cô 1 tuổi. Cả hai mới yêu nhau được vài tháng, nhưng tình cảm rất mặn nồng. Họ tiết lộ sắp làm lễ đính hôn. Hot girl và chàng doanh nhân say đắm khóa môi nhau trong buổi khai trương. Chị gái Cao Mỹ Kim ủng hộ em thử sức kinh doanh. Mẹ của nữ diễn viên rất quý mến Huỳnh Kha. Cao Mỹ Kim chia sẻ, cô hạnh phúc vì mối quan hệ mới thuận lợi, được gia đình hai bên vun đắp và ủng hộ. Người đẹp từng thi Miss Ngôi Sao Thùy Trang tới chúc mừng Cao Mỹ Kim lên chức bà chủ. Chuyên gia trang điểm Cường Trần và nhiều bạn bè chia vui với diễn viên mùa hè sôi động. Quán cà phê của Cao Mỹ Kim và bạn trai được đầu tư 6 tỷ đồng, có cả dịch vụ chơi bia. Bạn trai hướng dẫn cô làm quen với những quả bóng số. Cao Mỹ Kim e ấp tựa đầu lên vai người yêu. Ngoài kinh doanh lĩnh vực ăn uống, Huỳnh Kha còn làm chủ một xưởng sản xuất đồ chơi trẻ em xuất khẩu đi nước ngoài. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tin tức Sao Việt trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng các quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho tin tức Sao Việt để chúng tôi có thêm nhiều động lực cho ra mắt thật nhiều sản phẩm hay hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.